Kính thưa các bạn, hôm nay nhân ngày cuối tuần, xin mời các bạn xem một clip tôi đăng lên với tựa đề là Lan rừng và tiếng sét ái tình. Trước tiên, xin lan man về giọng nói. Có câu chuyện nổi tiếng trong bộ Tam Quốc, tiếng hét trên cầu Trường Bản của Trương Phi. Khi quân Tào truy kích gần đến nơi, một mình Trương Phi đã hùng dũng đứng chặn đầu, tay cầm xà mâu nghênh địch và thét lên một tiếng như sét đánh bên tai, khiến quân Tào phải run sợ và cây cầu đổ sập. Tào Tháo phải cho lui binh bởi Tào Tháo vốn đa nghi, sợ mắc mưu Lưu Bị. Còn ở nước Nam ta, thời vua Lý Nhân Tông, quân Tống hùng hổ sang xâm lược. Vua sai thái úy Lý Thường Kiệt dựa vào bờ sông đóng cừ, cố thủ. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà đêm đêm đã vang vọng như trời long đất lở, làm cho kẻ thù hồn siêu phách lạc. Còn đối với tướng sĩ nước Nam ta thì lời thơ âm vang như lời hiệu triệu của non sông, khích lệ tướng sĩ, khiến muôn người như một, đồng lòng đánh giặc. Đã trải qua ngàn năm đổi rời, nay đọc lại chúng ta vẫn thấy vang vọng lời tuyên ngôn hùng tráng ấy. Bài thơ này thì có nhiều dị bản, nhưng tựu chung ý nghĩa của bài thơ đối với chúng ta không khác mấy, phải không ạ? Xin phiếm bàn về ánh mắt. Có câu chuyện một ca sĩ Pháp vào thế kỷ 19 có cái nhìn chết người mà đến nay người ta vẫn chưa lý giải được tường minh. Có nhà khoa học giải thích bằng giả thuyết rằng đôi mắt không chỉ có chức năng thu nhận hình ảnh mà còn phát xạ được năng lượng sinh học. Giả thuyết này nghe có lý, bởi một ánh mắt âu yếm trìu mến, người nhận thấy ấm lòng và đôi khi nhịp tim có thể tăng cao đột ngột. Về điều này, các bạn nam thanh nữ tú cảm nhận rõ rệt hơn cả, phải không các bạn? Và ngược lại, một tia mắt nhìn hằn học, hận thù, giận dữ thì người tiếp nhận đương nhiên được tiếp thụ một nguồn năng lượng tiêu cực không mong muốn. Thưa các bạn, xin mời các bạn thưởng lãm vài mặt bông phi điệp tím dung dị. Đây là loài phi điệp tím dòng Easo mà người chủ vườn đã lấy về từ hơn 10 năm trước. Sắc hồng, cánh sáp, hương thơm ngào ngạt. Đẹp quá phải không ạ? Thưa các bạn, các bạn đã nghe nhiều câu chuyện về những mối tình yêu đương nổi tiếng. Chỉ trong một khoảnh khắc, một chớp mắt, một ánh nhìn, thế là họ đã là của nhau. Tình yêu sét đánh. Và họ cùng nhau đi đến trọn cuộc đời. Tuy cũng vậy, tình yêu sét đánh, có những mối tình khiến tất cả phải trầm trồ, nhưng thời gian họ sống bên nhau chẳng được mấy nỗi, nhanh nở, nhanh tàn, để thiên hạ còn bàn tán, tiếc nuối mãi về một mối tình sét đánh của đôi uyên ương ấy. Thôi, tôi không kể nữa và cũng không có ý định lan man mãi về chuyện này. Mà tôi chỉ liên tưởng tới lan rừng.
loài hoa vô vàn sắc màu và hương thơm mà tự ngàn xưa đã quyến rũ hết thảy người ta các bạn nhỉ. Mời các bạn thưởng lãm một mặt bông phi điệp tím khác. Vẫn dòng giả hạt phi điệp Iaso, cánh căng mọng, phớt hồng. Cánh hoa như được phủ một lớp voan mỏng, tưởng như nhìn xuyên thấu được ạ. Đẹp quá. Thưa các bạn, tôi đã từng được chứng kiến những cuộc tranh luận thú vị của những người yêu lan rằng loài lan rừng nào đẹp hơn. Ai cũng đưa ra những lý lẽ hùng hồn để thuyết phục mọi người rằng loài lan mình yêu thích là đẹp nhất, là quyến rũ nhất. Những cuộc bàn tán này tranh luận mãi, kết cục ai cũng phải cả. Và với lan rừng, với cái đẹp nói chung, người ta cảm thụ ban đầu là qua ánh mắt phải không ạ? Với lan, ban đầu cũng là ánh mắt, sau mới đến làn hương. Và ngay cả những người chưa chơi lan, đôi khi vào một ngày đẹp trời, tâm hồn họ đương thơi thới, tự dưng họ muốn hát, muốn ca. Và bất chợt họ bắt gặp một giỏ lan đẹp lung linh, khiến họ ngẩn ngơ trước vẻ kiêu sa mà đầm thắm của lan. Bỗng nhiên họ yêu rồi say mê lan. Mà mãi sau này họ ngẩn ngơ không biết mình yêu lan từ thuở nào. Và nhiều khi bạn thì yêu giả hạc phi điệp với đa dạng khuôn bông, sắc màu cùng làn hương nồng nàn, thì tôi từ khi được thưởng thức nhan sắc của kiều với làn hương nhẹ như không thì tôi đã bị mê hoặc rồi. Phải chăng đó cũng là tiếng sét ái tình với lan các bạn nhỉ? Mời các bạn thưởng lãm một mặt bông phi điệp tím khác. Một màu tím đậm đà, cánh khá bầu. Mặt bông không lớn nhưng tôi cảm thấy rất cân đối, hài hòa. Mời các bạn thưởng lãm lan. Thưa các bạn, tôi lan man đôi điều về giọng nói và về ánh mắt trong tình yêu đối với lan rừng. Câu chuyện của tôi không đầu, không cuối. Thật may mắn được các bạn hạ cố ghé xem, khi tôi thừa thớt chắc chắn có nhiều điều sai lạc. Tôi xin được các bạn tao nhân mặc khách, những nghệ nhân, các bạn yêu lan trẻ trung mà giỏi giang và mọi người ghé xem lượng thứ. Xin kính chúc các bạn sưu tầm được những giỏ lan đẹp để cùng chia sẻ với bạn bè và những người thân của mình cùng thưởng lãm. Xin kính chúc mọi người mạnh khỏe, kính chúc nhà nhà an vui. Xin thân ái kính chào các bạn.